một lần nữa là khuôn cho cảnh tâm hồn xin kính chào tất cả các bạn. Thì đây thì như các bạn thấy đây là cái khuôn chậu, đây là cái chậu cảnh làm từ khuôn chậu 1m đã thành phẩm. Như các bạn thấy là hoa văn rất là đẹp. Bên tay trái của Linh là một cái nhánh tre và phía sau là chập trùng những đồi núi. Bên trên là hình một con chim đang bay. Các bạn nhìn một phong cảnh rất là hữu tình. Và những cái đường caro phía trên và bên hông của nó là những đường cách điệu đối xứng. Và đây là cái mẫu khuôn lục giác gấm 1m. Bên tay phải của Linh là hình hoa cúc rất là đẹp. Cái chân thì chúng ta đã thấy là những hình con dơi. Với tổng cái chiều cao của nó là 95 cm, bao gồm là phần chân cao 30 cm và phần chậu là cao là 65 cm. Các bạn để ý kỹ là những cái hoa cúc của mình, khi mà chúng ta đã giả đồng thì chúng ta sẽ làm nổi bật lên cái hình cái cây cúc rất là đẹp, hoa cúc rất là đẹp, có độ sáng tối. Và cái về ưu điểm bên cơ sở Linh là Linh có thể là hướng dẫn trực tiếp cho các bạn làm, hướng dẫn trực tiếp cho các bạn sơn, và tất cả những gì các bạn không biết các bạn đều hỏi Linh đều hướng dẫn hết. Đó là sự đặc biệt bên khuôn chậu cảnh tâm hồn đã làm được trong thời gian qua. Về cái phần chăm sóc khách hàng rất là đặc biệt. Và chúng ta sẽ đến với cái mặt hoa văn khác ha các bạn ha. Đây là mặt hoa văn tiếp theo của chậu lục giác 1m. Như các bạn đã thấy đây, bên tay phải của Linh là hình cây tùng, bên trái là hình hoa cúc, cây cúc. Xin lỗi, bên tay trái là hình cây đào. Có những trái đào rất là đẹp, dễ thương. Và các bạn có nhu cầu thì cứ gọi về số điện thoại của Linh là 034 961 9140. Linh đã sẽ hướng dẫn trực tiếp cho các bạn, và cũng như là về cách sơn màu cũng như cách làm. Các bạn đặt mua khuôn chậu lục giác 1m này thì Linh sẽ giảm giá các bạn là 15% trên tổng đơn hàng từ mùng 1 đến ngày mùng 7 Tết này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này.